Chào bạn, như các bạn có thể thấy rằng chiếc Redmi 4X của mình hiện tại không thể kéo được thanh thông báo trạng thái, cũng như là chúng ta không thể tắt được nguồn. Và đây chính là một cái tiện ích rất là hay, một cái ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Và trong video này thì mình sẽ muốn gửi đến các bạn, đó chính là một cái ứng dụng để giúp cho chúng ta có thể là khi khóa màn hình này, chúng ta sẽ không thể tắt được màn hình cũng như là không thể đọc được thông báo. Ứng dụng này sẽ cực kỳ hữu ích trong trường hợp bạn bị mất chiếc điện thoại, hoặc là một người nào đó cầm chiếc điện thoại của bạn và muốn xem tin nhắn hay là tắt nguồn điện thoại của bạn đó. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu vào video nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy vào CH Play và tải về cái ứng dụng mang tên là Smart Lock Screen Protector. Đấy, nó sẽ là cái ứng dụng biểu tượng hình khóa này này, các bạn nhấn cài đặt cho mình đó. Ứng dụng này khá là nhẹ nên là tốc độ tải rất là nhanh. Rồi, các bạn hãy mở ra. Ok. Rồi các bạn hãy chọn Enable cho phép. Rồi các bạn có thể ở phía cái hàng thứ ba, có nghĩa là chúng ta có cho phép người ta xem được thông báo hay không. Như mình tắt luôn đi. Đấy. Này đấy, không cho này. Và ứng dụng cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ có thể tự động bật khi thiết bị của chúng ta bật lên. Và cái ứng dụng này, cái tiện ích này sẽ phải mất tiền thì chúng ta mới có, nên là thôi mình chẳng cần đâu. Đấy, và từ bây giờ thì các bạn có thể thấy rằng khi tắt nguồn này, chúng ta sẽ không thể xem được thông báo cũng như là không thể tắt nguồn luôn. Đấy, cứ ấn phím nguồn nó lại cứ chớp thế thôi. Và rồi thì mình đã gợi ý đến các bạn một cái ứng dụng khá là hay để giúp cho các bạn có thể bảo mật thiết bị mình tốt hơn. Nếu cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.